Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK và hôm nay là ngày mùng 4 Tết các bạn và là ngày mình chính thức khởi động cái series mình đã nói các bạn ha. Đó là mình sẽ làm lại series newbie và cùng đồng hành cho các bạn ở trên kênh này thì mình sẽ tổng hợp những cái cần lưu ý mình note cho các bạn thôi. Còn mà về cái nhật ký chơi game hàng ngày thì mình sẽ up lên cái kênh mới của mình nha kênh mới của mình thì nó vẫn là quốc thành AFK nhưng avatar là cái con Libeta các bạn và cái chữ AFK mình viết hoa đó là kênh mới của mình Ok hôm nay thì có một cái code mới siêu VIP mà mình muốn gửi tới các bạn đó là 10 vé ngắm đền một vé có một cái code có 10 vé ngắm đền các bạn rất là ngon đây là cái code mới của chúng ta nha 10 vé ngắm đền các bạn hãy nhanh nhanh vào các bạn nhận và cái code mới này mình sẽ để ở đây cũng như là xíu nữa mình sẽ để bên phần mô tả các bạn đây là cây code mới của chúng ta các bạn BG6XB8KEHV k Đây là cái code mới ha Và một xíu nữa mình sẽ để bên dưới phần mô tả các bạn có thể vào đó các bạn copy cho lẹ Không những code mới mà full code hiện tại đang còn ở available luôn các bạn Rồi mình sẽ lùm cái 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 mớ tài nguyên này về Cũng khá khá các bạn ha Hiện tại nếu mà so ra với cái thời kỳ đỉnh cao của Rerun à tới gần một trăm mấy chục vé thì nó không bằng các bạn, cái thời kỳ đỉnh cao của chúng ta tới một trăm mấy chục vé thì hiện tại Sora thì nó 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 không bằng so với các bạn luôn là bây giờ nếu mà so với cái thời kỳ đỉnh cao thì chắc 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 chắn nó không lại rồi cái đợt đó là chúng ta có Summon vô hạn lần chúng ta có một đóng code các bạn tới một trăm mấy chục cuộn rất là ngon nhưng hiện tại với ngắm đền với ngắm sao rồi như vậy cũng khá ổn các bạn tuy nhiên cái sự kiện Summon vô hạn lần nó đã qua khá là đáng tiếc Tuy nhiên những người mà chúng ta kiểu như chúng ta sinh sâu để muộn, chúng ta tiếp cận game sâu và chúng ta bắt đầu chơi sâu Thì cái việc mà bỏ qua những cái phần thưởng như vậy thì chắc chắn là chúng ta cũng dạng như chúng ta cũng phải chấp nhận thôi các bạn Chơi gì không không còn cách nào khác ha Ok, mình vừa nhận một cái đóng, mình vừa nhận một đóng kim cương đến từ việc là màn hình flash sau này thì tướng thức tỉnh càng ngày nó càng ra càng nhiều thì cái số lượng kim cương trong màn hình flash đó các bạn nhận càng ngày càng nhiều nha khá là ngon rồi chúng ta có đá tím chúng ta có đá xanh chúng ta có cuộn chúng ta có cuộn hệ khá xịn các bạn đây là cái con tướng đầu tiên mình kiếm được à đình rồi bây giờ thì mình sẽ vào chỉnh lại cái danh sách mong muốn mới nhất cho các bạn luôn chúng ta cập nhật lại cái danh sách mong muốn chúng ta sẽ làm lại bằng cách là chúng ta sẽ bỏ hết tất cả các tướng đi rồi chúng ta xét lại từ đầu cho dễ các bạn nha Rồi, mình sẽ xét lại toàn bộ danh sách tướng các bạn. Ok, rồi chúng ta sẽ bắt đầu trước với hệ người mai ánh sáng các bạn. Thì uh, cơ bản cái meta của cái con game này hiện tại đó các bạn cứ tướng mới là nó sẽ auto ngon. Các bạn nhìn cái list tướng ở đây là nó sẽ xếp theo cái thứ tự xuất hiện của tướng đó các bạn. Và các bạn xem nè, hầu như là cứ tướng mới là bây giờ nó sẽ ngon. Chúng ta có một cái con tướng mới người mai ánh sáng là dễ Tiếp tục chúng ta có bôn mơ, thứ ba chúng ta sẽ lắp cho con Scarlet rồi thứ tư các bạn thì các bạn sẽ lắp cho row one và thứ năm thì chúng ta sẽ lấy rosa đây là cái combo gần như ngon nhất của hệ người bạn sáng các con rosa này các bạn có thể chọn không thì các bạn có chọn con ren nhưng mà giữa con rosa và con ren thì mình đánh giá cái con rosa vẫn ngon hơn con ren một xíu các bạn tuy nhiên trong một vài cái nhiệm vụ ví dụ như trong việc đi bố thật đi cái nứt này vân vân thì các bạn lấy cái con ren đó, nó sẽ ngon con rosa người rosa này được cái các bạn có thể lắp chung với tim mahira các bạn thành một tim leo mát rẻ tiền vào giai đoạn newbie được nên là mình sẽ ưu tiên lấy cái con rosa ha ok về hệ thú thì gần như nó cũng là tương mới là ưu tiên chúng ta có vai ca chúng ta có con uh, nakuro rồi uh, chúng ta có con uh, Naruko, các bạn mình nói lộn lasro yasuo hệ thú các bạn ha rồi chúng ta có tiếp một con Anasta cũng gần như là những cái con tướng mới luôn các bạn thấy. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cho thêm một con tướng cuối cùng của hệ thú các bạn có thể lấy con gà. Để sau này các bạn còn bay chung với con Iron khá là ổn. Nhưng các bạn sẽ có một vài con thì trong giai đoạn đầu chúng ta kiểu như chúng ta chưa cần như là con Anasta này. Sau này thì các bạn xây sau nó cũng được các bạn. Bây giờ các bạn có thể lấy một con sư đối với con sư này thì chúng ta sẽ lấy trước một copy thôi các bạn chúng ta sẽ lấy trước một copy của con 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 a sư thì thôi các bạn cứ lấy trước một copy khi mà các bạn đã có một mảnh copy của con này rồi ấy, thì các bạn sẽ đổi sang thành con anasta tại vì cái con sư này chúng ta chỉ cần một mảnh thôi là đủ các bạn một mảnh để chúng ta kích hoạt cái khả năng bất tử của vị tướng này đứng tăng cho tim mình là quá đủ các bạn nha rồi chúng ta sẽ chuyển sang hệ rừng hệ rừng gần như là cũng toàn là tướng mới không các bạn chúng ta có ACS chúng ta có con con gà hệ rừng, phượng hệ rừng các bạn. Chúng ta có tam rớt, chúng ta có Nevinthi và chúng ta có Elrin. Gần như là toàn tướng tướng mới không. Tuy nhiên cái con tướng này nè. Con gà hệ rừng này nè các bạn, nó là một con tướng thuộc cái kiểu là late game. Nó mạnh nhưng mà late game nó có mạnh các bạn. Đầu tiên hệ rừng thì các bạn nếu mà xây con carry thì nên xây cái con Elrin tăng cơ thì các bạn nên xây con ATS con mới support thì các bạn nên xây cái con sập support kiểu Wario hỗ trợ thì chúng ta có Tamrus và cái con này là con kiểu như là không dành cho newbie nha con gà hệ rừng không phải là con tướng dành cho như newbie nhưng mà nó cũng là kiểu xếp theo cái dạng meta thì nó là con tướng gần như là meta nhất của hệ rừng hiện tại theo cái 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 dòng meta hot các bạn còn rất là nhiều con khác cũng đáng giá như là chúng ta có raku chúng ta có saurus rồi chúng ta có aeron chúng ta có lyca chúng ta có miska cũng khá là ngon khi khi mà một trong những cái con tướng trên đây nó đạt được mật A 1 sao thì chúng ta sẽ thay tiếp tục thay bằng những cái con tướng khác các bạn lưu nha. Đây là cái danh sách mong muốn đầu game thôi. Sau này khi mà cái những cái con tướng ở trên đây nó được lên A một sao thì chúng ta sẽ bắt đầu thay, không cần phải lên full sao cho tướng đâu các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đến với hệ cuối cùng, hệ sát chúng ta có quý cô Simona. Chúng ta có bạn này là con Ivan, một trong những con support bột cần nhất hiện tại các bạn tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một vài cái tên khác đây mình hiện tại cũng không còn quá quan trọng đâu các bạn chúng ta sẽ lấy một con sụp bột là siêu lát rồi các bạn nên lấy một con thoran để làm tăng cơ và cái con tướng cuối cùng thì các bạn có thể lấy đây mình đầu game có thì ra thì chúng ta sẽ dùng để leo map nếu mà ra con khác thì chúng ta sẽ sử dụng con khác các bạn ví dụ như ra con simona thì chúng ta có thể sử dụng con simona để leo map đầu game scarlet dùng scarlet vaika không thì cái con naruko đều được các bạn hiện tại thì lối chơi của chúng ta nó khá là đơn giản là không cần thiết phải lên đây mình sớm các bạn nha có thể chúng ta bỏ cái con đây mình ra khỏi whitelist luôn chúng ta sẽ lấy một vài con khác có giá trị hơn như là lấy oden để CCC, chung với con simona cũng được các bạn cơ bản thì đầu game chúng ta cần một con tướng lên được bậc a càng cao càng tốt sau đó thì chúng ta sẽ liên kết cái con tướng nó với lại con rem chúng ta sẽ liên kết cái con tướng nó với với cái con rem là đủ các bạn chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ con đây mình ra khỏi whitelist đây là cái playlist mình chọn Rồi và nhiều bạn hỏi thì Anh ơi như vậy thì chúng ta sẽ xâm hệ nào Các bạn sẽ xâm hệ nào trước các bạn Thì uh, câu trả lời của mình Đó là chúng ta nên Vẫn là nên xâm hệ sát đầu game Với việc là các bạn tập trung lấy cái con Ivan Hệ sát bây giờ thì các bạn sẽ không phải Ưu tiên Diamond như ngày xưa nữa Mà chúng ta sẽ ưu tiên cái con Ivan các bạn Chúng ta sẽ ưu tiên con Ivan Có một cái mẹo nhỏ nhỏ là khi các bạn xâm ra tướng tím Thì các bạn nên bấm vào cái chỗ chia sẻ Để chi các bạn để chúng ta một là chúng ta nhận về kim cương thứ hai là chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ 7 ngày nó có chia sẻ số lượt bao nhiêu lần nữa các bạn các bạn có thể chia sẻ các bạn nhận về kim cương và chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ ha rồi nếu mà các bạn không thích phải xe với mọi người thì các bạn cứ bấm vào chia sẻ rồi các bạn bấm vào cái chỗ chỗ này ồ hiện tại mình đang dùng cái user fanpage nên nó bắt đất bắt mình chia sẻ công khai thì ok mình chia sẻ công khai cũng được cơ bản thì chia sẻ công khai cũng được các bạn hơi bất tiện ha Còn đối với user cá nhân thì các bạn có thể chỉnh thành cái Đó là chia sẻ là chia sẻ chỉ mình tô các bạn Các bạn vẫn nhận được phần thưởng Và vẫn tính được số lần hoàn thành nhiệm vụ Không sao các bạn sẽ nhận được 300 kim cương nè Cùng với các bạn sẽ nhận được cái Số lần hoàn thành nhiệm vụ Trong cái chỗ nhiệm vụ mà trại huấn luyện 7 ngày Ok mình sẽ tiếp tục xả kim cương và sum Rồi mình có một con tăng cơ con Thoran các bạn khi các bạn ra được một con đầu tiên như thế này thì các bạn có thể hoàn toàn là các bạn loại bỏ nó khỏi Whitlist và các bạn sẽ cho vào một cái con tướng khác các bạn nha Ok đăng luôn thì các bạn thấy mình đăng này chắc sẽ không hiểu mình đang làm gì Ừ rồi mình đã nhận thêm được 300 kim cương và chúng ta lại có thêm một cái lần hoàn thành nhiệm vụ Thoran sau khi mà các bạn đã À, có được một mảnh tím rồi thì không cần thiết chúng ta phải tiếp tục xâm uh, Thoran đâu các bạn, tại vì con này thì chúng ta dùng rất lâu về sau thì chúng ta mới dùng được. thì có một vài con khác thì các bạn có thể thay thế con uh, Thoran như là chúng ta cũng có thể thay thế con Diamond để làm con uh, đam phụ với con Simona hoặc một vài con khác về xây tiệm 2, tiệm 3 các bạn vẫn có thể sử dụng con này. Còn nếu thiếu tăng cơ thì chúng ta có thể sử dụng một cái con Edwin để làm tăng cơ. Hoặc là chúng ta sẽ đổi thành cái con tướng mà Meta Boss sau này đó là con Reizu. Đó, các bạn có thể thay thế con Thoran ra và cho con Reizu vào. Đây mình thì chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ khỏi wishlist nha. Rồi, còn đối với xâm, xâm mà chúng ta xâm theo cái xâm hệ thì các bạn cứ chuyển sang xâm hệ sát hết cho mình. Bây giờ thì xâm hệ sát thì cũng không cần nhất thiết phải ra đây mình chúng ta ra Simona không thì ra cái con Ivan cũng được các bạn. Hiện tại thì mình xâm mình chưa nhận được một con Hyper Carry nào. Ồ, vừa mới nói Ivan thì Ivan đã xuất hiện các bạn. Vị tướng mà gần như là ai ai cũng cần. Giai đoạn newbie bây giờ thì chúng ta cứ combine Ivan chung với con 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 Rem là mồi trong gai sẽ vượt qua hết các bạn nha. Lại một con nữa, hy vọng là một con tướng Carry. Rồi, cô Simona quá hợp là kỳ map các bạn Ivan kết hợp với Simona đầu game nó cũng là một combo rất mạnh thậm chí với cái combo này chúng ta cũng cũng đầu game cũng không cần thiết phải là xâm kiếm cái con rem đâu bạn chỉ cần Ivan cộng với con Simona này leo map cá là ngon tuy nhiên là cái việc tăng bậc cho con Simona đúng theo ý mình hay không thì còn rất là hên xui còn cái con rem thì nó có sẵn đó chỉ cần có tài nguyên là các bạn rước nó về và đơn giản một cái nữa đó là khi mà các bạn lên được bậc A cho bất kỳ con nào khác thì các bạn cũng hoàn toàn có thể xách cái con con rem bậc cao ra còn đối với một con tướng mà chỉ định thì các bạn phải cố tình các bạn kiếm cái con tướng đó thì nó khó hơn các bạn ví dụ như là cái con simona các bạn muốn chơi xung quanh cái con này thì bạn phải cố tình kiếm cái con simona và các bạn phải chăm chăm tìm được cái con simona thì các bạn ấp được như vậy nó khó hơn so với việc là các bạn lấy cái con rem làm hyper carry ha Tại vì nó luôn luôn ở đó các bạn Trong cái chỗ phần bạn bè Và trong cái phần Rem luôn nằm trong cái phần đồn chú lính Chỗ bạn bè của các bạn Khi nào các bạn gia nhập một ban hội thì chúng ta sẽ có nha Rồi bây giờ thì mình sẽ lên tướng Và mình sẽ cày map trong giai đoạn đầu đó, bây giờ thì mình sẽ kêu kiểu như cơ bản kênh này thì mình tổng hợp những cái vậy các bạn, tổng hợp code mới cho các bạn, tổng hợp meta về with list rồi nói những thứ liên quan tới việc là các bạn lên tướng thuê tướng vân vân còn cái việc mà ác này cày như thế nào thì mình sẽ up bên cái kênh mới của mình nha hành trình cày từng ngày từng ngày nó ra sao thì mình sẽ up trên kênh mới các bạn mình sẽ kênh mới chứ còn uh, kênh này thì mình chủ yếu thông tin chính những cái như vậy chứ còn up theo cái nhật ký hàng ngày đó sẽ là bị lộn kênh các bạn ok quý cô simona bỏ vào đây 2.16 nó có tốc độ x2 con này thì nó tung ra cái đợt sóng là đi thậm chí nó còn có cái chuông khi mà lên cấp đủ cái chuông nó sẽ lắc lắc gây rất là nhiều đam bạn vị tướng này rất là nhiều đam cùng với một vài hiệu ứng khó chịu rất là mạnh các bạn rồi và mình xin được phép kết thúc video của mình tại đây cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha nếu thấy hay đừng quên like subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt bye bye